Hello mọi người, hôm nay mình sẽ vẽ một số lát cam bằng màu nước. Ngay tại lúc này khi mà mình thu âm cho các bạn thì nhà bên cạnh đang mở quan họ, làm mình mất tập trung quá. Hôm trước mình rất là vui vì đã mua được một bó hoa hướng dương còi. Đây là những bông hoa bé nhất còn sót lại ở vườn. Nay mình lấy lên một bông để trang trí góc vẽ của mình. Ban đầu thì mình định để cả bông như thế, nhưng mà nhìn nó hơi bị còng lên và không có bố cục đẹp nên mình đã cắt ra. Tan tan, nhìn có vẻ hợp lý nhỉ? Trước khi vẽ, mời các bạn ăn cam với mình nha. Ăn cam kiểu này cũng rất là thú vị. Khi chúng ta ăn thì chúng ta sẽ quan sát được đặc điểm của cái múi cam. Ăn xong thì các bạn nhớ lau bàn đi nhá. Hôm nay mình chọn giấy vẽ màu nước khổ A6. Bài này mình muốn khi vẽ xong thì có một cái khung bo trắng khoảng tầm 1cm ở ngoài, nên mình dùng băng dính trong để dán cố định 4 góc. Để hạn chế rách bài khi bóc băng dính thì chúng ta nên dán nhiều lần lên quần áo rồi hãng dán lên bài. Miết nhẹ đều tay lên băng dính để cho khi vẽ màu nó không ngấm qua. Tìm một vật hình tròn để vẽ các lát cam. Lại ăn cam, ha ha. Đến bước này thì mình sử dụng bút chì. Trước khi vẽ mình sẽ gọt bút. Mình hay gọt bút bằng dao trổ và gọt thật nhọn. Bình thường mình hay sử dụng lực vẽ tay khá là mạnh, nên mình thích vẽ bằng bút chì gỗ gọt nhọn hơn là bút chì kim. Nó dễ tẩy và không để lại viền. Dùng vật hình tròn để vẽ thì chúng ta sẽ không xác định được tâm, nhưng khi nhấc lên chúng ta sẽ tìm tâm của nó. Một cách xác định tâm nữa đấy là chúng ta sẽ vẽ hai đường kính gặp nhau ở đâu thì tâm sẽ ở đấy. Vẽ màu nước kiểu này mình rất là thích sạch nên mình sử dụng rất là nhiều lần tẩy. Đến đây thì mình vẽ chi tiết cho các lát cam. Chia các khoảng múi cam bằng nhau các bạn nhé. Để nét chì không bị sót lại khi xong bài, ở bước này mình đã sử dụng một chiếc bút chì màu cam để vẽ nét lại. Các bạn lưu ý, ở giữa các múi cam thì sẽ có kẽ hở của phần trắng nhé. Đoạn này thì các bạn cứ tẩy thoải mái, bởi vì nó sẽ không bị xóa cái phần màu cam đi đâu. Làm tương tự như thế với các lát cam còn lại.
Phần vẽ hình thì chúng ta cứ vẽ thư thái thoải mái để chill và cảm nhận được cái điều thú vị khi vẽ tranh. Khi vẽ nét xong thì chúng ta làm sạch chỗ vẽ của mình và nghỉ ngơi một chút. Đoạn này thì mình đã ăn hết cam và dùng vỏ để cắt một hình trái tim. Đặt lên khung hình để trang trí. Giờ thì mình sẽ vẽ màu. Chúng ta sẽ vẽ màu nền trước. Các bạn vẽ loãng màu thôi nhé. Ở đây thì mình có dùng khoảng tầm 3 cái màu xanh khác nhau để vẽ vào nền. Tiếp theo là dùng màu cam loãng để vẽ vào cái phần ở giữa các cái múi cam ấy các bạn ạ. Dùng cam đậm để vẽ vỏ và phần múi cam ở trong. Đến bước này thì mình không biết tả như thế nào, nhưng các bạn cứ xem mình vẽ để cảm nhận nha. Ở trong phần múi cam thì các bạn có thể vẽ sót trắng để tí nữa chúng ta hạn chế vẽ cái nét trắng ở trong múi cam. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đợi khô và dùng bút gallery trắng để vẽ các cái tép cam phía trong. Kỹ chữ ký và bóc băng dính. Khi bóc băng dính thì chúng ta nhớ là bóc băng dính hướng ra ngoài thì tranh nó sẽ không bị rách. Mình ký thêm một chữ ký nữa ở phần màu bị trường. Tên tên, đến đây thì mình đã vẽ xong bức tranh về các lát cam. Nhìn rất là tươi mát và hấp dẫn phải không nào?